Hello, xin chào các bạn. Thì video lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy con từ của hãng RGB với mẹ sản phẩm là BMD 3530 nha các bạn. Thì xuất xứ tại Taiwan. Thì đây là phần hộp của phần máy con từ. Thì con máy con từ này cũng khá là nhỏ gọn nha các bạn. Đây, cái hộp, phần hộp thì rất là chắc chắn và rất là đẹp nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mở phần hộp xuống cho nó gọn. Thì đầu tiên đi kèm với máy con từ thì hãng cho ta một cái catalog phiếu bảo hành chính hãng trên toàn quốc. Thứ hai là một cái sợi dây và hai con ốc. Sợi dây này giúp chúng ta khi tí nữa mình sẽ nói công dụng với cái sợi dây này sau. Và sợi dây điện thì 2m, 4m và hai chấu, sử dụng dòng điện 220V nha các bạn. Với phần tay cầm thì được tháo rồi, được gắn ra hai bên luôn nha các bạn. Đấy, rất là thuận tiện. Và tiếp theo đó thì phần công tắc. Đây, công tắc on off nha các bạn. Đây là công tắc từ. Công tắc từ bên đây nha các bạn. Công tắc on off từ bên đây, phía từ bên đây. Và công tắc nguồn để bật máy bên đây nha các bạn. Màu đỏ tắt là màu xanh là bật nha các bạn. On off rất là hiển thị rất là rõ ràng. Thì phần phía trên, phần màu trắng đây thì như các bạn thấy thì được làm bằng hợp kim nhôm, khá là chắc chắn và rất là bền. Với phần motor từ thì phần động cơ thì được bao bọc bằng chất liệu nhựa rất cao cấp của hãng RGB nha các bạn. Đây là có vai sắt này. Với cái sợi dây này giúp cho chúng ta là để chúng ta khi nếu mà không có nguồn điện, khi chúng ta đang sử dụng mà không có nguồn điện hoặc nguồn điện bị cúp thì có sợi dây này khỏi giúp chúng ta cột lên một vị trí cố định và giữ máy lại nha các bạn. Nếu mà chúng ta xài mà không có sợi dây thì lúc mà cúp điện thì máy sẽ rơi xuống và rất là dễ bị hư máy nha các bạn. Đấy, khá là nguy hiểm. Thì có sợi dây này thì giúp chúng ta bảo đảm hơn. Tiếp theo đó, bên cạnh thì con máy này thì nó sử dụng đây là phần bộ phận thứ tư nha các bạn. Đấy, rất là chắc chắn. Và nó sử dụng công suất lên tới 1100W. Với vòng quay tốc độ không tải của nó là 650 nha các bạn. 650 vòng trên 1 phút. Với cái con này thì trọng lượng thì khoảng 10kg thôi nha các bạn. Trọng lượng mỗi 10kg, khá là nhỏ gọn. Để sử dụng công suất lên tới 110W. Và bộ phận phía dưới này là bộ phận để gắn mũi con từ nha các bạn. Đây, mình sẽ lật lên cho các bạn xem. Đây, bộ phận gắn mũi con từ. Thì nó gắn mũi con từ 12 tới 35 là tối đa nha các bạn. Tối đa là 35mm. Con máy khá là nhỏ gọn và xài rất là bền nha các bạn. Của hãng RGB. Thì mình cũng vừa review sơ cho các bạn một cái con máy con từ RGB BMD 3530. Thì nếu các bạn có thắc mắc muốn tư vấn thêm về sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại truy cập đường link website dưới phần video. Nếu bạn thấy video mình hay thì để lại một like, một subscribe.